Rồi tiếp theo sau khi mình xóa hết xong rồi, tiếp tục ở đây mình sẽ tạo ra các trang và các danh mục sản phẩm và danh mục tin tức nha. Ở đây mình gọi là master data ấy. Ở đây mình sẽ tạo ra. Đầu tiên tôi sẽ làm một phần trang trước. Trang nha, tôi sẽ tạo ra các trang. Ở đây tôi có là trang chủ giới thiệu, tôi liên hệ nha, tư vấn làm đẹp, thì tôi sẽ là cái mục mình là mục tin tức và shop. Shop rồi có rồi, mình sẽ tạo ha. Thêm tôi thêm một trang mới nha. Thêm trang mới, tiêu đề tôi là trang chủ. Trang. Trang thứ hai là tôi tạo trang mới thứ hai luôn. Rồi, trang thêm trang mới luôn. Tạo trang mới thứ hai, thêm trang mới. Đây là trang giới thiệu. Giới thiệu. Trang sau, cái này mình tạo tất cả trang sau. Rồi. Tiếp theo nữa. Tiếp theo mình sẽ tạo thêm những cái danh mục và sản phẩm. Sản phẩm như danh mục. Ở danh mục ở đây mình sẽ có sản phẩm mình có là chăm sóc da mặt và viên uống bổ sung. Cái nào lớn mình viết qua nhé. Chăm sóc da mặt. Rồi, đây mình thêm viên uống bổ sung. Theo mình làm tiếp là chống lão hóa, chống nhàn đúng không? Chống lão hóa này. Rồi, là chống lão hóa, chống lão hóa là nằm trong da nó là gì, tên chống lão hóa nhưng mà da nó là chăm sóc da mặt ha. Chống nắng y vậy, nắng giờ rồi giảm mụn. Giảm mụn tâm phục các mặt em làm tới thôi nha. Đây tôi làm mẫu một số cái thôi. Tiếp theo là một con của viên uống bổ sung như vậy. Uống bổ sung ở đây là đẹp da, tăng cường sức khỏe, tốt vi, còn nên C là tốt vi nha. Sáng nay chọn loại như một da là viên uống bổ sung. Rồi tiếp tục giảm nám da, nám nâu. Bổ sung cũng vô. Rồi phục hồi thiệu hóa làn da. Đó. Mình đã tạo hết đầy đủ hay tôi tạo mẫu một số cái thôi. Đó. Xong. Rồi. Tiếp theo thì mình sẽ tạo tiếp là cái mục tư vấn làm đẹp. Tư vấn làm đẹp nó không phải là một cái dạng sản phẩm, nó là một cái dạng tin tức, cho nên mình sẽ tạo ra một tin tức nha. Bài viết chuyên mục. Chuyên mục ở đây có nhiều chuyên mục, đây mình xóa bớt đi nha. Xóa hết đi. Rồi mình tạo thêm một ở đây là tư vấn làm đẹp. Từ vấn làm đẹp. Rồi, nhìn vô. Thế là mình vừa tạo danh mục sản phẩm xong.
tạo trang xong, tạo nhân hình thức xong, đúng không? Rồi tạo xong rồi, bây giờ mình sẽ làm tiếp phần menu. Menu là mình đưa là menu đây, đưa ra đây luôn, đưa menu vào đây luôn. Thì menu mình sẽ vô cái phần là giao diện menu, vô phần giao diện menu, không vô. Rồi sau đó mình sẽ tạo tiếp là tạo menu mới. Menu mới ha. Tạo menu mới này mình đặt tên là menu chính đi. Menu chính thì mình đưa một vị trí ngay menu, menu mobile luôn. Rồi, tạo trình đơn. Đó, tạo trình đơn xong mình sẽ tạo trang chủ nè. À, giới thiệu nè, liên hệ nè. Trang cửa hàng nè. Và chuyên mục của em là và xem tất cả đây, tư vấn làm đẹp nha, chúng ta hết cái trang luôn. Rồi chúng ta bắt đầu từng cái tìm vào trang này, mình chọn là trang chủ, liên hệ giới thiệu, bỏ qua tìm, bấm nút tìm vào menu để đưa qua. Thì trang chủ đây mình cho đầu tiên là tới giới thiệu, rồi tới shop, đúng không? Rồi rồi chuyên mục ở đây nhé, mình đổ ra tư vấn làm đẹp, mình đổ vô đó, tư vấn này mình trên đây. Đó, rồi sau đó mình lục. Lục. Rồi sau đó xem trang. Xem trang, mình có trang chủ giới thiệu, tôi có được liên hệ đây nha. Rồi. Đó. Rồi tiếp theo. Bây giờ khi mình view website của mình là vẫn còn lót cái trang chủ cũ. Bây giờ muốn lót cái trang chủ mới của mình á. Trang chủ là cái trang khi mình vô website là cái trang đầu tiên. Thì làm sao mình sẽ vô cái phần là cấu hình cài đặt để mình set một cái trang chủ ha. Rồi kết thúc cái video đây. Video này mình sẽ làm được là danh mục sản phẩm, danh mục tin tức và các trang menu.